Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hi Tech Channel nha. Thì tiếp tục video clip hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn á sử dụng một trong những cái tính năng hay trên FPT Playbox, đó là tính năng hát karaoke. Thì có nhiều bạn thường hay mua cái đầu thu FPT Playbox này vào những cái dịp mà cuối năm, dịp Tết á, để mà hát karaoke cùng với gia đình, người thân trong những cái chầu nhậu tại nhà. Thì làm sao mở tính năng này, hãy cùng theo dõi nha. Đầu tiên trước hết đó là chúng ta sẽ vào cái phần ứng dụng. Kế đến là chúng ta có thể có hai cái mục để chọn. Một là chúng ta chọn vào cái biểu tượng karaoke này nè. Đó. Ở đây nó sẽ có những cái bài hát karaoke yêu thích. Đâu rồi ta? Danh sách giờ. Lộn này quá, không biết điều khiển. Mình vào lại nha. Kekarakara. Bình thường mình hay dùng kekarakara, nhưng mà nổi bật yêu thích. Không biết cái này nó còn sử dụng được không, mà sao bấm vô nó không thấy vậy ta. Họ thử bài của nó ra không? Hay là ứng dụng này tèo á? Sống gió. Nút Enter rồi người ta. Nó bố có nút Enter rồi. Rồi, vậy cái ứng dụng này chắc tiêu à. Ứng dụng này bình thường lấy bài hát từ YouTube mà không thấy nữa thì chắc là nó tèo rồi. Thì mình sẽ giới thiệu các bạn sử dụng ứng dụng Kekara nhé. Một trong các ứng dụng khác á để hát karaoke là Kekara. Đây là giao diện của ứng dụng Kekara nè. Sau khi các bạn vào nè, kế đến nó sẽ hiển thị một số ca khúc đang thịnh hành. Mấy con cần nè, duyên phận hay hát nè. Tìm về tương lai mà thấy yêu nhau một đường dài, bỏ lại người. Thấy không? Khi mà các bạn mở vào cái ứng dụng đó, thì nó sẽ bắt đầu nó phát bài hát nè. Duyên phận. Để có thể bấm tua được nhanh nha, không nhất thiết là phải đợi nha. Đó. Rồi thì vậy cái này là vô nè. Còn làm sao á mà để chọn bài hát nè, ví dụ các bạn có thể tìm theo tên ca sĩ ở trên đây, nhấp vô ví dụ Ưng Hoàng Phúc, bức mình nhớ không lầm là viết tắt của cái tên là nó ra Ưng Hoàng Phúc Y hay B, tìm có ra không? Thấy không, nó sẽ ra một list các bài của Ưng Hoàng Phúc nè. Đó. Cứ đi nhập vào viết tắt tên ca sĩ á, là nó ra nha các bạn. Còn nếu mà các bạn không nhập vào viết tắt của tên ca sĩ á, thì các bạn có thể gõ tên bài hát cũng được. Ví dụ như là Bạc Phận đi. Nếu mà các bạn không sử dụng remote á, mình kiến nghị là các bạn có thể dùng cái con chuột Bluetooth á để mà bấm cái này cho nhanh nha, chứ mình bấm nó remote thì nó hơi chậm. Đó. Ví dụ mình gõ bài Bạc Phận đó thì nó sẽ hiện ra bài Bạc Phận nè. Nó dắt lên cây CM chuẩn nè, đó thì các bạn tìm theo cái dạng đó thôi. Đó, còn nếu mà các bạn mà muốn thao tác nhanh hơn á, thì các bạn có thể vào cái mục cột menu cái bên phải nè. Sau đó các bạn sẽ chọn vào mục kết nối với điện thoại nè. Đó, các bạn cài cái ứng dụng Kekara trên điện thoại á. Kế đến là các bạn sẽ click vào Micron bên trái cái ứng dụng và nhập cái mã TV là 37242818531 nha. Đó, thì các bạn sẽ kết nối được với cái ứng dụng Kekara. Hai cái ứng dụng nó sẽ ghép nối với nhau, trực tiếp với nhau giữa cái điện thoại và điện thoại của và cái giao diện này, và từ đó các bạn có thể tìm kiếm bài hát bằng cách trên điện thoại nó sẽ hiện lên trên màn hình này luôn nha. Đó là cách ghép nối.
Rồi sau khi mà chúng ta đã có thể sử dụng thì chúng ta đừng vui lòng lưu ý là hãy mua ngay một cái chiếc loa Bluetooth hoặc là loa hát karaoke kẹo kéo á, thì chúng ta chỉ cần mua khoảng chừng 800-900 ngàn thôi. Đó là chúng ta có thể có một chiếc loa kẹo kéo rồi chứ cũng không cần đầu tư nhiều. Tại vì thời xưa thì đầu tư thì khoảng 5-6 triệu mới có dàn karaoke, chưa kể mà loa bây giờ thì cần 2-3 triệu là được rồi nha. Đó thì cái video này hôm nay mình chỉ hướng dẫn các bạn vào karaoke thôi nha và sử dụng thôi nha. Rồi bạn nào chưa biết làm thì làm thử đi nha. Thấy hay thì nhớ like và chia sẻ video của mình nha. Cảm ơn các bạn.